ចំពោះនៅក្នុងតម្រុយទី1លេខ 2ខ្ទង់ប៉ោង ABCD ដែលក្នុងខ្ទង់ទី1គឺចៃជួនបងប្អូនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាយកផ្សងសំនាងបន្តនៅក្នុងលេខ 19ជាបន្តទៀតផងដែរនៅក្នុងខ្ទង់ទី2គេឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តនៅលេខ 74ខ្ទង់ទី4បាទជាស្រ័យគឺខ្ទង់ទី3ខ្ទង់ទី3ជាបន្តគឺនៅលេខ 66ហើយបន្តចូលដល់ខ្ទង់ទី4ជាខ្ទង់ចុងក្រោយគឺឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាននៅលេខ 98 សម្រាប់យកទៅចាប់ផ្សងសំនាងនៅក្នុងតម្រុយទី1លេខ 2ខ្ទង់ប៉ោង ABCD ដែលលេខនេះផងដែរគឺឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តយកទៅផ្សងសំនាងនៅពេលល្ងាចពេលយប់នៅក្នុងថ្ងៃទី 9ខែ 4ឆ្នាំ 2026បាទគឺតម្រុយទី1គឺយើងបានចាប់ហើយអញ្ចឹងគឺយើងចោះដល់តម្រុយទី 2មួយទៀតបាទតម្រុយទី 2គឺជាលេខពិសេសខ្ទង់អស់បាទតម្រុយទី 2លេខពិសេសខ្ទង់អស់ខ្ទង់ទី 1បន្តឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តនៅខ្ទង់ 20អស់បាទនៅខ្ទង់ទី
tiết cứ nực tông hà sập ao phong đài bản chân cứ đầm rồi tí phí lấy bị xe tông ao nấy cứ ai bông bồn bây mật bản bì cướp xâm rạp dọc tập xong xâm nàng cho bần to khăn ngay tì bạm buồn bản chân cứ bần to tiết nâng bản cứ bần to tiết nơi khăn ông lấy thông bông A, B, C, D cứ bần to ao bông bồn bây mật cho bần to cứ nơi lấy đà lo phong đài nấy bản cứ lấy đà lo cứ xâm rạp ở bông bồn bây mật bốc tầm mà đón cứ miên là lấy sổ cao sọc bầy bạn đã ai bông bồn bình mật dọc bọc bàn bông A, B, C, D đã bọc bàn tầng phê lưng ngay tầng phê dục đầm đón bạn được nông thang ngay tì phạm buồn nâng phong đài bạn chân này cứ chia lấy đà đầm rối đặc trong bàn chai chuôn đà bông bồn bình mật ngọc nha nông thang ngay ní bà hai sơ xoan tay chứa lấy đà lo chọt cho bà tầm đón bạn chân cứ bông bồn bình mật xa lành mùi nà dọc mùi nâng tình liên đớ mà cứ chai chuôn đà bông bồn bình mật đà ạch kết thay tì bà dùm rập lệ ní bạn chẳng bà xanh cho bông bồn bình mật chọn khai chứa sử dụng chất rồi bọc xâm mát cứ bông bồn bình mật cũng phải thuộc tâm lạc khán đồng bây châu chứa sử dụng chất rồi bọc xâm mát tình ọc này bà hãy xâm rạp khăn ông thằng ấy này cứ xâm miên tập bằng ánh bạn chẳng cứ xâm xôm chung bó đòi bông bồn bình mật tình ọc này xôm ôi miên xâm năng lo xô phép lo cực cực này bà hãy xâm có xôm cực nâng dùm rịp lìa bóng đá xâm rạp khăn ông thằng ấy này chẳng cứ dân chăn chút này nơi khăn ông thằng ấy sẽ ai chứa bắn to khăn ông thằng ấy tị đọp tiệt bà